Xin chào các bạn, hôm nay mình làm vịt kho gừng, một món ăn mặn cho gia đình của mình rất là ngon. Cái món vịt kho gừng này nó rất là bắt cơm, mình ăn rất là tốn nhiều cơm tại vì nó rất là ngon. Mình có thể chấm với rau luộc hoặc ăn với canh này nọ gì cũng đều rất là ngon đó các bạn. Và cách làm của nó cũng rất là đơn giản. Và đây là thành phần để mình làm nên món vịt kho gừng ngày hôm nay. Đầu tiên là mình có một con vịt như thế này. Của mình là con vịt này là 2,2 kg nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có 4 muỗng canh đường nè, 4 muỗng canh nước mắm ngon nè, 1 muỗng canh nước màu ha. Và đây là bột ngọt, thì 1 muỗng cà phê. Nếu gia đình nào mà các bạn không ăn bột ngọt thì mình có thể thay thế bằng bột niêm. Và đây mình có 3 củ hành tím mình băm nè, 4 tép tỏi mình băm, 1 củ gừng. Một củ gừng thì mình sẽ cắt làm hai mục, một phần thì mình băm nhuyễn, còn một phần thì mình cắt sợi như thế này nè các bạn. Và rồi bây giờ mình sẽ đem đi chặt thịt cái con vịt này, cái miếng nó vừa ăn, để mình ướp gia vị vô cái con vịt này. Và đây là con vịt mà mình sau khi mình đã cắt nó xong là các bạn, miếng vừa ăn thôi, cũng không có lớn mà cũng không có nhỏ quá ha. Lớn quá thì nó sẽ không có thấm gia vị nhiều, nó lâu chín nữa, mình cắt vừa thôi. Đó, mình cắt miếng vừa như thế á các bạn. Con vịt này cắt ra cũng được quá trời nhiều luôn á. Các bạn rửa con vịt này với gừng và rượu để cho nó tan bớt cái mùi vịt, để cho nó sạch con vịt của mình. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái thau như thế này, rồi mình sẽ đổ cái thịt vịt này vô cái thau ha, để mình ướp thịt vịt này. Đó, mình đổ tất cả nguyên một con vịt mình đã cắt nhỏ vào cái thau. Tiếp theo là mình sẽ cho phân nửa cái hành tím này vào nè, phân nửa tỏi nè, rồi phân nửa cái gừng mình băm hồi nãy á, mỗi thứ phân nửa nha. Còn mình chừa lại cái gừng sắc sợ thì mình sẽ không có bỏ vào, mình để chút xíu gần bắt dịch xuống mình sẽ bỏ gừng đó vào. Tiếp theo là mình sẽ cho phân nửa cái lượng đường này, hồi nãy mình 4 muỗng thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng vào trước, mình ướp cho thịt vịt nó thấm nha. Và 2 muỗng canh nước mắm vào, phân nửa đó. Mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột ngọt vào. Tiếp theo là mình sẽ cho nước màu vào để cho con vịt của mình đó, nó có cái màu đẹp lên khi mình xào lên đó các bạn. Nước màu của mình đã, mình bắt đầu mình trộn lên, mình trộn cho nó đều lên ha, cho tất cả các gia vị của mình nó thấm đều vào con vịt. Cái gì mình đảo đều cho nó đều gia vị nè. Trộn lên và trộn lên. Đó. Mình trộn cho nó đều gia vị và mình sẽ đem con vịt này mình ướp trong vòng nửa tiếng để cho các gia vị này nó thấm vào miếng thịt vịt. Rồi sau đó mình sẽ đem xào lên thì cái miếng thịt vịt của mình nó sẽ ngon nha các bạn. Và sau khi mình ướp thịt vịt được nửa tiếng rồi, mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp như thế này, mình cho nó nóng lên. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn nha. Đó, mình cho 1 muỗng canh thôi, ít dầu thôi. Các bạn xào vịt á, thì mình khi mình xào á, con vịt của mình sau này nó ra mỡ á, thì mình nhớ mình vớt bỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các củ hành nè, tỏi nè, rồi gừng băm mình vào, mình khử cho nó vàng lên, cho nó thơm lên. Đó,
cái gừng cái sợ thì mình sẽ chừa lại nha, mình không có bỏ vô lúc này. Đó, mình cứ việc mình đảo đều trên lửa, trên dầu cho nó sôi lên, cho nó thơm dậy mùi lên. Đó, mình thấy nó cũng đã vàng vàng rồi nè các bạn. Rồi bây giờ ha, mình sẽ lấy thịt vịt mình ướp hồi nãy á, mình sẽ cho vào trong cái chảo này. Rồi mình sẽ đảo đều lên, đảo đều trên lửa lớn nha, để cho thịt vịt của chúng ta nó săn lại. Mình đảo qua, mình đảo lại như thế đó các bạn. Mình phải làm cho thịt vịt của mình nó săn lại thì miếng thịt vịt của mình nó sẽ không có bị hôi, và nó sẽ thấm nhiều gia vị vô cái miếng thịt vịt mình, nó sẽ đậm đà hơn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ nước lạnh vào, chứ các bạn mà để nó không có săn lại, mình bỏ nước lạnh vào mình hầm á thì nó sẽ rất là hôi, một vịt nó tanh lắm, nó không có ngon. Đó, mình đảo đều, bây giờ mình thấy cái miếng thịt vịt của mình nó đã săn rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo á, là mình sẽ cho một chén nước lạnh vào. Đó, mình cho một chén vào ha, để mình hầm cho con vịt này nó mềm á. Nếu mà không có nước lạnh thì nước ít quá, mình sợ con vịt nó không có đủ mềm á. Đó, sau đó mình sẽ lấy nước mắm nè, mình cho vào cái phần còn lại á. Rồi đường còn lại mình cho vào, mình sẽ trộn đều lên nha. Đó, mình cứ việc mình trộn đều lên như thế này. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái nắp, mình sẽ đậy lại và mình sẽ hầm cái lửa trung bình, hầm từ từ để cho cái thịt vịt của chúng ta nó mềm. Nếu như mà nó có mở con vịt nó ra thì các bạn nên vớt ra ngay các bạn, chứ mình xào cái con vịt của mình á, nó ra mỡ rất là nhiều, tại vì nó rất là béo. Hồi nãy là mình đã lóc bỏ bớt cái phần mỡ rồi các bạn. Đó, nếu như gia đình nào mà các bạn ăn thịt vịt muốn săn lại thì mình sẽ cho nó săn nước lại, còn mình bữa nay mình muốn chấm rau á thì mình sẽ chừa nước để mình có nước để mình chấm rau nha. Và tiếp theo là mình sẽ cho gừng cắt sợi này vào. Khi mình cho gừng cắt sợi này vào, mình đảo đều và mình tắt bếp liền, tại vì mình muốn ăn cái miếng gừng có nó còn tươi nha. Và đây là cái dĩa thịt vịt mình để ra dĩa rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu sắc của nó rất là ngon không? Chỉ cần một muỗng nước màu thôi là nó cái màu nó lên đẹp như thế đó. Nó rất là thơm. Các bạn để cái miếng gừng nó còn tươi như thế này khi mình ăn vào chung với miếng thịt vịt thì nó rất là ngon. Đó là cách của mình. Còn không biết các bạn, nếu mà các bạn không ăn gừng tươi được thì các bạn có thể để vô sớm hơn một tí nha. Rồi bây giờ mình xin cảm ơn các bạn và mình mong các bạn sẽ làm thành công món vịt kho gừng ngày hôm nay.